phải gắn 1 triệu chứ giờ sao vậy? 3 4 ngày mà kiếm được cái đó. Hôm ra nhà chị lãnh giặt bao đi ha. Ừ. Chị nóng mà chị không cầm được. Ra nhà chị lãnh giặt bao đem bao về chưa giặt nữa là không có tiền mua gạo. Ừ. Nó không có tiền mua đồ ăn luôn, xách chiếc xe chạy ra. Chị ra mượn tiền về mua đồ ăn. Tội nghiệp chú lắm. Ừ. Chị là người ngoại mà chị nhìn chị thật chị không bao giờ chị chịu nổi cái cảnh này. Tới thấy chú gì đi, chị nói chị có bây giờ nhờ bên chú Dũng, tại vì chị thường xem máy kinh chú Dũng đó. Chị nói bây giờ thôi để tôi tìm chú Dũng đi, tôi nhờ chú đi, mà chú có tấm lòng hảo tâm chú giúp đỡ cho chú Hai. Chứ thấy chú Hai bằng cảnh này mình nói thật, mình là con người mình nhìn thấy chú không có chịu nổi. À, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là mùng 5 Tết quý vị. À, Châu Phú có dịp đi đồng hành cùng anh Tuấn Dũng đến nhà của chú Hai Lạc tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Thì cái hoàn cảnh của chú là bị tai nạn, lần đầu tiên là bị đứt cánh tay quý vị. Thì sau khi đứt cánh tay thì chú chỉ đi lụm ve chai thôi. Thì không ngờ một cái cơn đau lại ập đến với chú, đó là bị tai nạn xe. Thì chú bị vỡ sọ quý vị. Bác sĩ đã móc cái sọ ra và nuôi dưỡng, nhưng mà chú không có tiền để lắp vào quý vị. Vì cái số tiền quá lớn mà chú lụm ve chai chỉ là 30-40 ngàn một ngày. Mọi người mới thấy là cái hoàn cảnh của chú quá khổ, mới điện cho anh Tuấn Dũng với quý vị để đi đến giúp đỡ. Thì anh Tuấn Dũng mới hôm nay mới đi đến đây để quay, để kêu gọi mọi người. Thì Châu Phú cũng đồng hành cùng anh để kêu gọi. Thì qua đây Châu Phú xin mời quý vị thấy cái hoàn cảnh này, nếu mà gặp khó khăn mong quý vị đồng hành cùng Châu Phú giúp đỡ nhé. Dạ xin mời. Nói bỏ luôn rồi con ơi, giờ trời tới cái lưới nước ngoài về đó, đâm rễ đâm gáp lại mấy chục triệu nữa. Chú bỏ vậy chứ. Chú đứng lên nói chuyện đi chú Hai, đứng lên nói giờ, chuyện. Nhà chú đâu? Rồi rồi bây giờ mình đi lại nhà đi. Đi lại nhà. Ủa rồi chứ. Chú lụm mấy ve chai này về làm gì? Về để dành ăn bán. Vậy hả? Vậy là cuộc sống của chú thường ngày là chú đi lụm ve chai hay sao chị? Lụm ve chai. Lụm ve chai mà hổng nó cái não. Cái sọ là hiện tại bây giờ là ông bác sĩ ông mổ là ông nói bây giờ là cái sọ của anh nó bấy bá hết rồi, giờ chờ cái lưới nước ngoài gửi về qua Tết về tới rồi gắp lại, gắp sọ gắp cái lưới vô đó chứ ốc vít đồ này kia luôn, nó hết toàn bộ ông nói có khoảng 40-40 mấy triệu. Ông nói với chú vậy đó. Thôi chú để cho cái con dép tóc lên, bây giờ là nó đang bị mất méo gì chú hả, nó bị nó hót vô. Hót vô vậy hả? Chú bị té xe hả cho chú? Bị xe nó đụng. Gì hả? Người ta không có bồi thường cho chú sao? Có. Nhưng mà bác sĩ nói là cũng sẽ gắp sọ được cho chú. Gắp lại rồi mà chưa biết chừng nào. Nói qua Tết rồi nè. Là bệnh viện thành phố, bệnh viện Đa Khoa An Giang mình á, Long Xuyên á, trong cánh Hồng Quang á. Dạ. Là bác sĩ nói cái ca đó là khoảng 40 triệu thôi chú. Là chắc ăn có làm được không chú? Thì bác sĩ nói là chắc chắn là làm được luôn đó. Gì hả? Mà gia cảnh chú thì chú không có tiền hay sao? Không có tiền. Anh em của bác đều giúp cho chú sao? Không có ai giúp được gì đâu. Gì hả? Cái căn nhà này cháu thấy căn nhà để đại đoàn kết là của bên hội ta cắt chú. Bên mà bích dân ở dưới này nè, của bà chị bà đứng ra cắt giùm, cũng như nhà cũ chú rồi dỡ ra cắt lại cho cuốn nền. Họ làm cái nhà sàn.
rồi giờ nó muốn sạch hết rồi. Cái tay cũng bị tai nạn, thì cái đầu cũng bị tai nạn, cho chú coi bị nhiều tai nạn quá chú ha. Ừ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? 54 mà. Tên họ đầy đủ chú? Nguyễn Văn Lặc. Ở địa chỉ mình ở đây là đâu chú? Khóm Trung An, phường Mỹ Thới. Khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên chú. Thành phố Long Xuyên. Rồi cái nguyện vọng của chú là, ước mong của chú là được bà con giúp đỡ cho chú để cho chú đi gắp sọ đúng không? À. Hay là còn nguyện vọng gì nữa không? Thì bây giờ là còn có nguyện vọng đó thôi chứ bây giờ không biết đường nào nói nữa giờ. Vậy hả? Ờ. Vậy là những người thân của mình là không có trợ giúp được hả? Không có giúp được. Ừ. Nhà cửa đất đai chú có đất đai gì không? Không, chú ở rồi cái nhà cũng như là cái nền này là ở đậu của người ta đó, sáu bảy chục năm gì rồi mà giờ cất mà bên từ thiện ở trong Phú Hòa đó, người ta ra người ta cất lại đó mà sao tới giờ luôn. Ừ, ở đậu mà 60 năm luôn hả? Ờ. Sao lâu vậy? Bị giọng họ ruột đó mới ở được vậy chứ. À vậy hả? Ờ. Chứ người dân dễ gì cho. Người dân chứ dễ gì. Cái dạ. Tiếng bệnh không ngại thêm bớt nhiều chưa chú? Quả cũng đỡ rồi mà nhiều khi có bão nổ quạo lên cũng la quá trời mà. Thần kinh. Thiếm đâu? Thiếm có thiếm có nhà không? Thiếm rồi. Quả về quê vợ với bắt vàng trong gom ở dưới rồi. Dạ. Thiếm cũng bệnh nữa. Ờ. Rồi chú lừa lũi thủ đi lụm ve chai vậy là một ngày chú kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Chừng 30-40 ngàn. Rồi đi dồn lại nhiều nó mới bán được, mới có tiền. Dạ. Không đi xuống tới gì lụm lần chú? Đạp đi tới, rồi đi xe đạp rồi còn đi tới Trà Nóc ở dưới không rồi. Trà Nóc mình thủy ở dưới. Đi lụm ve chai mà 3-4 ngày mới dồn là mới bán được 30-40 ngàn thì làm sao mà mà đủ sống được ta? À, thường ngày là ở đây là chị có hỗ trợ tiếp cho chú được chị mới biết chú mặc dù ở sát bên nhưng dạ. Mà tại vì hồi đó chú đi làm dây chai rồi chú đi lụm dây chai chị đâu có biết đâu, rồi chị thì ở sát bên cách đây nè cây cầu Gò Bé ra nhà chị bằng có 150 mét à. Dạ. Vậy đó rồi cái chú mới ra chị chú lãnh bao giờ chú giặt. Dạ. Rồi chị mới thấy chú vậy chị mới hỏi thăm tới đi rồi chị cũng có mua gạo mua đồ cho rồi bạn của chị cũng trong Tết này cũng cho mì cho gạo. Rồi Tết này chị cũng có cho gạo nữa. Ừ. Vậy đó. Rồi chị thấy cái gia cảnh của chú như vậy rồi chị mới điện thoại cho em là chị mới động lòng thương. Dạ. Mà một mình anh chị thì không thể nào chị giúp được. Dạ. Chị cũng không có khả năng được. Thành ra chị mới xem kênh của cưng đó. Thì chị mới nói bây giờ tìm cách nào bây giờ giúp chú. Chứ bây giờ thấy chú quá tội nghiệp. Bởi vì? Quá tội nghiệp luôn. Nếu mà bác sĩ mà gắp cho chú được cái phần não đó thì chắc có lẽ là chú đỡ nhức đầu hơn hay sao chú? Hiện giờ là chú bây giờ là nó nhức sáng là bắt đầu nhức tới chiều tối tới khuya luôn. Gì hả? Ờ, bữa nào vậy? Có bữa ngủ không? Có bữa ngủ được, có bữa ngủ không được. Ừ. Cái này trời lạnh này chú dạ. Thấy nhức nhiều hơn hay là bằng y gan như nó, nắng? Nó trời lạnh này nó nhức nhiều thôi, hơn trời nóng nực. Lạnh thì nhức nhiều hơn nóng hả chú ha. Vậy nhưng mà bác sĩ nói là mình gáp cái sọ vô là bớt nhất hay là hết thằng chú hay thì là sao? Bác sĩ nói gáp vô là nó bớt nhất lại. À. Mất vô như thế này thì giờ là hiện giờ là cái sọ của chú là đang nuôi ở trong bệnh viện hả chú ha? Ờ. Đang nuôi trong bệnh viện. Cho nó nhỏ chứ chờ tiền rồi để mà gáp sọ lại chú ha. Chờ tiền đó. Trời. Bên đây có bị không chú hay là chỉ còn bên thôi, bên đây không có gì hết ha. Ờ. Yeah. Là bác sĩ người nói là cái ca đó là khoảng 40-50 triệu. Cỡ khoảng 40-50 mà phải chờ ở bên nước ngoài gửi về hay bây giờ chờ đó hiện tại bây giờ điện hỏi bác sĩ thăm bác sĩ thì ông nói bây giờ hiện tại giờ là chờ đang chờ cái lưới về tới đó là đại gáp lại. Ừ. Nhưng mà chắc người ta nói mình có tiền là người ta mới thông báo cho mình hả? Ờ. Vậy chị cũng mới hỏi thăm chú là chú nói gì đâu qua Tết là có. Nhưng mà giờ chú là đang trong tình trạng là tiền không đi có rồi. Thôi chị vô đây đứng đi gần gần chú đi mình nói chuyện dễ hơn. Coi như là bác sĩ nói là chờ chú có tiền thôi. À. Là để gắp cho chú. À. Chờ chú có tiền qua Tết có lưới về thì bác sĩ sẽ cho chú hay. Bây giờ chú cứ phật phòng lo, bây giờ tiền không có, nếu cho hay thì cũng không có tiền để mà gắp vô. Hoàn cảnh của chú gì đây chị cũng thấy là chị chịu không nổi vậy đó.
một ngày đi lượm ba bốn chục ngàn về chai mà phải 3-4 ngày mới dồn lượm mới bán được 30 hả chú hả? Rồi gì làm sao đủ sống chú? Cũng phải gắn 1 triệu chứ giờ sao vậy? 3-4 ngày mà kiếm được có mà hổng ra nhà chị lãnh giặt bao đi ha. Chị nóng mà chị không cầm được. Ra nhà chị lãnh giặt bao đem bao về chưa giặt nữa là không có tiền mua gạo. Nó không có tiền mua đồ ăn luôn, xách chiếc xe chạy ra. Chị ra mượn tiền về mua đồ ăn. Tội nghiệp chú lắm. Chị là người ngoại mà chị nhìn chị thật vậy không bao giờ chị chịu nổi cảnh này. Bởi thấy chú gì đi chị nói chỉ có bây giờ nhờ bên chú Dũng, tại vì chị thường xem mấy kênh chú Dũng đó. Chị nói bây giờ thôi để tôi tìm chú Dũng đi, tôi nhờ chú đi mà chú có tấm lòng hảo tâm chú giúp đỡ cho chú Hai. Chứ thấy chú Hai bằng cảnh này mình nói thật, mình là con người mình nhìn thấy chú không có chịu nổi. Đây cái thưa quý vị, thì ngày hôm nay là ngày mùng năm Tết, Tiến Dũng đến thăm một cái gia cảnh của chú Hai. Tên họ đầy đủ chú là Nguyễn Nhân Lạc. Gì chú Nguyễn Nhân Lạc? Nguyễn Nhân Lạc. Ở tại địa chỉ là khóm Trung An, phường Mỹ Thới. Dạ, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Thì chú bị trước đây chú đã bị tai nạn rồi, bị mất hết một cánh tay rồi vị. Chú đi làm á. Chú đi làm nhà máy. Làm nhà máy. Thì vào năm mấy chú này đó chú? Này bị hồi năm 86 đó vậy. 86 thì gần đây là năm mấy là chú bị tai nạn xe, bị chấn thương não. Mới hồi năm rồi, năm nay giáp năm rồi. Năm rồi thì chú đã bị chấn thương não, thì hiện nay chú đang cần một cái số tiền hỗ trợ để mà gáp sọ lại, vì hiện nay thì bác sĩ cũng đã thông báo cho chú là cái ca gáp sọ và phẫu thuật của chú là khoảng 4-50 triệu. Và gia cảnh của chú thì cũng rất là khó khăn, cũng như là thường ngày là chú đi lượm ve chai để mà dồn lại 3-4 ngày mà bán chỉ được 30 ngàn tiền lời tiền ve chai thú vị. Thì cô thì lại bị bệnh nữa, cô là vợ của chú bị bệnh nữa, và gia cảnh rất là khó khăn. Tiến Dũng đến đây cũng quay gia cảnh của chú, thì cũng mong quý bà con cô bác ở khắp nơi trong nước và ngoài nước xem được video này, thì trợ giúp cho chú để có được cái số tiền để chú gắp sọ, để cho bớt hành chú đau nhất cũng như là cái căn bệnh của chú hiện nay. Chú ban đêm chú nhức dữ lắm, ban đêm trời lạnh chú ban đêm là chú nhức nhiều hơn ban ngày chú hả? Nhức nhiều. Dạ. Thôi bây giờ cháu đến đây thì cũng trước là quay gia cảnh chú để giới thiệu đến bệnh quân. Thì sau nữa thì cháu cũng hỗ trợ trước cho chú ít triệu. Để cho chú có được cái hiện tại này, chú mua gạo, mua thức ăn rồi để mà mưu sinh cuộc sống tạm ổn cho chú được khoảng 1 tháng gì đó dụ gì. Thì theo như cháu biết thì chú xài chắc một ngày chắc không tới 100 ngàn đâu chú hả? Rất cỡ khoảng 100 ngàn trở lại thôi chứ không có nhiều con ơi. Dạ, chú xài tiện tặng lắm, đâu có dám xài phung phí đâu. Dạ. Thì để con soạn danh sách Mạnh Thường Quân trợ giúp cho chú trước nha, ít đi rồi cái phần mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chú gấp sọ đó thì cái đó thì cũng tùy duyên chú ha. Cháu cũng không có hứa là chắc được. Bởi vì khi mà cháu quay lên đó thì Mạnh Thường Quân các cô chú ở trong nước ngoài nước thấy gia cảnh chú thì giúp đỡ được bao nhiêu thì lúc đó cháu sẽ mang đến để trợ giúp cho chú đi phẫu thuật sau nha. Dạ chú cảm ơn. Dạ Thế Dũng Thái kính chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì Dũng đang có mặt tại khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để đến thăm gia cảnh của chú Hai Lạc, người đàn ông 54 tuổi. Nghề mưu sinh của chú thường ngày là chú đi lượm ve chai để mà mưu sinh cuộc sống hàng ngày. Thì trước đây chú đã bị tai nạn xe, là lần thứ nhất là chú đã bị mất hết một cánh tay, và lần thứ hai thì chú lại bị thêm một cái chấn thương sọ đầu quý vị. Thì hiện nay cái hộp sọ của chú là đang được giữ ở tại bệnh viện của thành phố Long Xuyên để mà chờ khi chú có đủ tiền thì bên bệnh viện sẽ gắp sọ cho chú. Với một cái ca phẫu thuật thì theo như bác sĩ thông báo cho chú là khoảng dự trù khoảng 40 đến 50 triệu quý vị. Thì hôm nay Tiến Dũng tới đây trước là thăm gia đình của chú, thì cũng sau cũng xin chích ít số tiền của Mạnh Thường Quân để trợ giúp cho chú có được ít tiền để mà cho chú trước tiên là chú mua gạo, mua thức ăn để mà tạm sống qua ngày. Thì sau khi mà video của cháu đăng lên đó thì có Mạnh Thường Quân giúp cho chú để mà gắp hộp sọ đó, thì cháu sẽ đến thăm sau. Thì hôm nay cháu xin trao trước cho chú là 3.550.000 của năm anh chị em Mạnh Thường Quân đã gửi cho cháu để đi giúp những hoàn cảnh đó chú nha. Và đó là người thứ nhất.
Người thứ nhất là chị Nguyệt, chị Nguyệt ở bên Mỹ đã gửi cho Tiến Dũng 50 đô để giúp cho chị Sáng đổi hạch cổ. Vì thì Tiến Dũng đã nhận được thông tin là chị Sáng đã mất cách đây hơn một tháng rồi, thì cho nên là Tiến Dũng xin chuyển 50 đô của chị Nguyệt này để giúp cho chú nha, là 1.450.000 của chị Nguyệt. Và người thứ hai là Zalo của em Bích Trâm cũng đã gửi cho Tiến Dũng 200.000 để giúp cho chị Sáng. Thì chị Sáng đã mất hơn một tháng cho nên Tiến Dũng có chuyển qua cho chú luôn là 200 của Zalo của bạn Bích Trâm. Và người thứ ba là anh Nguyễn Khắc Trung đã chuyển khoản cho Tiến Dũng vào ngày 18 tháng 11 tài khoản Sacombank 1 triệu đồng để giúp hoàn cảnh. Thì hôm nay cháu cũng xin dùng 1 triệu đồng của chú anh Nguyễn Khắc Trung để giúp luôn cho chú. Và người thứ tư đó là anh Thiền Vô Vi đã gửi cho Tiến Dũng 13 triệu đồng để đi giúp mỗi hoàn cảnh 1 triệu. Thì Tiến Dũng cũng đã giúp hết 10 triệu rồi, thì hôm nay còn lại 3 triệu thì Tiến Dũng xin dùng thêm 1 triệu nữa để giúp cho chú nha. Và người thứ năm đó là chị Thu. Chị Thu là người đã hướng dẫn Tiến Dũng đến đây để quay giúp hoàn cảnh cho chú. Thì chị Thu cũng có hỗ trợ cho chú thêm 200 ngàn nữa. Và tổng số tiền của năm anh chị là 3 triệu 550 ngàn. Thì cháu xin trao trước cho chú nha, để cho chú bây giờ có cái số tiền này chú có thể mua thuốc uống hoặc là mua gạo được thực để cho chú tạm sống đi chú ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 là 3 triệu 4 với 150 nữa là 3 triệu 550 chú nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi lấy tiền lại trao lại anh. Dạ thì con cũng xin trao chú là số tiền là 3 triệu 550 ngàn của năm anh chị Mạnh Thường Quân với chú nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tờ là 3 triệu 4 với 150 là 3 triệu 50 chú nha. Dạ. Cảm ơn. Thì chú cảm ơn tất cả anh em bên Mạnh Thường Quân. Dạ. Đã giúp đỡ cho tôi, cảm ơn rất nhiều á. Bên Mạnh cùng anh em bên chị Mạnh cùng Thường Quân á. Dạ dạ. Thì một lần nữa Tiến Dũng cũng xin thay mặt chú Hai Lặc cảm ơn tất cả quý anh chị đã trợ giúp cho chú cái phần tiền tài này để cho chú trang trải cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Thì Tiến Dũng cũng rất mong tất cả quý vị xem được video này cũng như là giúp đỡ thêm cho chú để cho chú có được cái bằng tiền tài để cho chú đi gáp hộp sọ lại trở lại bình thường để mà cho chú còn nuôi vợ và lo cho gia đình nữa vị. Thì Tiến Dũng rất mong quý vị nhé, và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã hỗ trợ và đồng hành cùng với Tiến Dũng để đi giúp những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, những người tu sĩ cư sĩ ở núi non. Thì một lần nữa bước sang năm mới, Tiến Dũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Và Tiến Dũng xin chào tất cả quý vị nhé, và hẹn lại quý vị vào những video tiếp theo của YouTube Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái. Xin kính chào tất cả quý vị nhé. Rồi chú Hai cũng nhắn gửi giữ gìn sức khỏe nha. Rồi dạ. Sau khi mà các Mạnh Thường Quân mà hỗ trợ cho chú gác hộp sọ đó thì cháu sẽ đến thăm chú và sẽ thông báo cho chú biết sao. Chú có xài số điện thoại không? Vâng, và đây là số điện thoại của chú Hai Lặc nè quý vị. 0369 753 251. Nếu quý vị nào có muốn giúp đỡ trực tiếp cho chú Hai Lặc thì hãy liên hệ với số điện thoại của chú để giúp đỡ cho chú. Còn liên hệ qua kênh YouTube của Tiến Dũng Cầu Nhân Ái thì cũng được, bởi vì Tiến Dũng thì luôn luôn sẵn sàng làm nhiều cầu nối để kết nối đến các Mạnh Thường Quân và những hoàn cảnh. Tiến Dũng xin chào quý vị nhé. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý vị. Thì hôm nay Châu Phú cũng đồng hành cùng anh Tuấn Dũng nhịp cầu nhân ái đi đến nhà của chú Hai Lặc á quý vị. Thấy cái hoàn cảnh của chú, cái tay thì bị tai nạn, còn bị thêm tai nạn lần thứ hai là bị cái hộp sọ dở vậy nè quý vị. Thì thấy cũng xót xa quá. Châu Phú hôm nay cũng trích tiền của tự Châu Phú tại kênh Châu Phú Còn Nhỏ quý vị, một số tiền đó là 200.000 để giúp cho chú Hai trang trải những cái ngày khó khăn. Thì qua đây thì Châu cũng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ cho chú Hai, mỗi một người gì đó giúp đỡ chỉ vài chục ngàn, nhưng mà Châu cần cái số nhiều người để cho chú Hai lắp được cái hộp sọ cho bớt nhức nha quý vị. Đây vậy con xin gửi cho chú 200.000. Cảm ơn. Dạ thì có quý Mạnh Thường Quân nào á, nếu mà gửi qua cho Châu á thì Châu sẽ
đem đến và quay lại cái cảnh mà trao cho chú Hai. Còn không thì mọi người gọi cho số điện thoại chú Hai là số 251 hả chứ? 03 đó. À, Châu xin đọc số điện thoại của chú Hai để mọi người nếu mà có giúp đỡ trực tiếp thì cứ gọi cho chú Hai. À, số điện thoại là 0369 753 251. Dạ, Châu Phú xin chân thành cảm ơn. Và qua đây Châu Phú xin chúc cho quý vị có một năm mới thật là nhiều hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn. Dạ, chân thành cảm ơn. Dạ, xin chào quý vị nhé. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Châu Phú Kết Nối Yêu Thương nhé quý vị. Dạ, cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Dạ, xin chào quý vị.